Xin giới thiệu với các bạn, đây là hai cái loại thùng nhựa của chúng tôi. Cái thùng nhựa này thì cao khoảng 19 cm, rộng khoảng 45 cm và dài khoảng 60 cm. Tất cả cái thùng nhựa này đều trang bị hai cái tấm gọi là tấm lót thông minh, nhưng mà theo tôi nghĩ thì nó cũng chẳng thông minh lắm. Đây, đối với cái loại nhựa này thì có hai loại nhá, cũng có hai loại, là một cái loại là dùng cái nhựa tái chế để sản xuất và một cái loại là dùng nhựa nguyên sinh để sản xuất, và tất cả đều do Việt Nam sản xuất. Cái này nếu nhập Trung Quốc thì nó cũng đắt vì nó là hàng cồng kềnh. Thì cái loại mà dùng nhựa tái chế thì nó rẻ hơn, cùng một loại, cùng màu sắc giống nhau, nhưng mà chúng ta phân biệt bằng cách là chúng ta ngửi mùi và xem cái độ hoàn thiện của nó. Ví dụ như độ hoàn thiện đây rất là tốt như này, thì nó mịn, nó trắng và trắng không bị trong, không bị trong suốt. Có hai loại, một loại màu trắng đục là loại giá đắt tiền hơn, và loại màu trong suốt là loại rẻ tiền hơn. Đấy, thì cái loại này cao 19 cm này và dài rộng giống như cái loại mà cao 15 cm này. Đây là cái loại cao 15 cm. Đó. Thì cái loại cao 15 cm này thì khi chúng ta trồng rau mầm thì phù hợp hơn, vì chúng ta nên để đổ phân lên đây. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên không cần dùng cái tấm lót thông minh của nó, mà chúng ta chỉ cần để không này, và chúng ta đục lỗ. Chúng ta lưu ý là chúng ta nên đục lỗ ở đây nhé. Đấy. Thí dụ bạn nào yêu cầu chúng tôi đục lỗ sẵn thì chúng tôi sẽ đục lỗ. Đây, chúng ta đã đục lỗ sẵn như này. Đó. Và nếu các bạn muốn giá thể nó dày hơn nữa thì chúng ta bỏ cái tấm lót thông minh đi và chúng ta trồng lên. Đó. Cái loại này cũng thế thôi, cũng có hai loại, một loại là dùng nhựa nguyên sinh và một loại dùng nhựa tái chế. Dùng nhựa nguyên sinh thì nó không có mùi và độ hoàn thiện tốt hơn, còn dùng nhựa tái chế thì nó rất là mùi, rất là sợ, các bạn có thể cảm nhận được ngay. Và dùng nhựa tái chế thì nó trong suốt, còn dùng nhựa nguyên sinh thì nó đục và chúng ta khó có thể nhìn xuyên qua được. Đấy là cách phân biệt. Và những đây là những sản phẩm chúng tôi đang bán. Xin chào, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.